Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Hôm nay đăng video hôn bạn trai dưới nước. Cặp đôi Dahoon và Hôn Nay đã thoải mái bày tỏ tình cảm trong một chuyến đi chơi. Khán giả Hàn Quốc từ phản đối đã dần bị chinh phục bởi sự đáng yêu và tự nhiên của cả hai nghệ sĩ. Ngày 19 tháng 1, nữ ca sĩ gợi cảm Hôn Nay đã chia sẻ một đoạn video cô đi chơi cùng bạn trai kém tuổi Dahoon. Trong đó, hình ảnh cặp đôi hôn nồng nàn dưới nước, cách thể hiện tình yêu trực tiếp và lãng mạn của cặp đôi đã nhận được sự ủng hộ của khán giả Hàn Quốc. Theo Hôn Nay, thời gian đầu cô ấn tượng vì bạn trai còn trẻ nhưng rất chín chắn. Cô thích Dahoon nhưng không biết bày tỏ tình cảm của mình. Trước đó Hôn Nay chỉ tập trung cho sự nghiệp và quan tâm tới những người xung quanh mình như người thân và cảm xúc của người hâm mộ. Khi mới hẹn hò, hai ca sĩ phải giấu công ty, truyền thông cũng như fan. Cả hai không dám sánh đôi bên nhau mà chỉ có thể nhìn nhau qua cửa kính vì mỗi người một xe. Hôm nay nhớ lại khoảnh khắc cô muốn đi dạo biển mùa đông, cô đã nhờ nhân viên bên cạnh đi cùng làm lá chắn. Chuyến đi đó có cả Dahoon, nhưng khi chụp ảnh chia sẻ, nữ ca sĩ phải cố ý tránh bạn trai. Nữ ca sĩ cũng từng lo lắng sẽ phá hỏng sự nghiệp của Dahoon, vì vậy đã hẹn hò bí mật trong suốt 2 năm. Hôm nay và bạn trai gây bất ngờ khi thừa nhận tình cảm vào tháng 8 2018, ngay trên sân khấu. Sau đó cả hai đồng thời bị đuổi khỏi công ty. Thời điểm đó, Hôn Nay bị chỉ trích mạnh mẽ vì một số người hâm mộ của Dahoon cho rằng nữ ca sĩ đang phá hủy tương lai của bạn trai cũng như của nhóm nhạc trẻ bằng scandal tình cảm. Tuy nhiên, sự chân thành, cách thể hiện tình cảm tự nhiên của Hôn Nay và Dahoon dần chiếm được tình cảm của khán giả. Họ cho rằng việc yêu một đối tượng cùng tuổi sẽ tốt hơn việc các mối quan hệ có khoảng cách tuổi tác quá xa. Bên cạnh đó, Dahoon được đánh giá là chàng trai chung thủy, chiều chuộng bạn gái,